sửa cái máy làm răng anh em nhá. Đấy, quả máy này chắc là thần thánh rồi đúng không anh em? Chả phải giới thiệu nhiều nữa. Nó gọi là huyền thoại rồi. Còn đây là cái đầu để anh em làm gì quên mất tiêu nhỉ? Để anh em bắt vào nhá. Làm răng anh em ạ. Đấy, con này là con Endocube nhá. Mẫu này thì nó quá rầm rộ rồi. Ông anh này là ông mang đến vào tình trạng là bị mất nguồn anh em ạ. Sau đó là mình tiến hành độ lại pin luôn. Đây. Đấy, phải độ lại nguồn anh em ạ. Nguyên bản của máy là bị hỏng cái nút nguồn. Sau đó là ông không biết, ông không kích được nguồn, thế là mình thôi bảo thôi tranh thủ mất thời gian làm em độ lại cho anh quả pin luôn. Độ pin sửa nút nguồn nhá, chạy ngon rồi. Đấy. Nên bình thường là sẽ không bấm nút nguồn này anh em nhìn này. Nút nguồn này hỏng rồi này. Đấy, bệnh của dòng này. Dòng này nói chung là nó là bệnh cơ bản thôi, vì máy này máy ngon lắm anh em ạ. Anh em nào mà làm lĩnh vực này thì biết là những con máy này phải nói thật sự là quá là chất đấy. Dòng này ban đầu nguyên bản sẽ dùng cái pin này này, cho anh em xem pin nhá. Pin này. Đây. Đây, cho cam tầm gần nhìn dễ nhá. Đây. Cái pin gốc này. Thì mình đã tháo ra mình độ lại cho nó sang pin sạc thế hệ khác anh em nhá. Đây. Quay cho anh em xem nhá. Đây. Bật tắt đây nhá. Sạc nhá. Lúc ấy đang viết thì tay nó chạm vào nó hơi nhòe tí anh em, đây, lỗ sạc đây. Sử dụng sạc riêng nhá, không dùng sạc chung chung của nó đâu anh em ạ. Đấy, cắm sạc riêng cho mình vào là xong thôi. Bật nút bên này. Mình đầu tiên mình không định để nút bên này đâu, định để nút dưới này này. Nhưng nút dưới này nhiều khi anh em cầm nó hay bị bấm ở đây này. Thì tốt nhất là để nút bên sườn này này, anh em bấm vào này nó dễ này, em thấy không? Đấy, rất là công năng đúng không? Nhiều khi thiết kế cái nút khởi động còn phải xem xét xem mà tại sao đặt ở chỗ đâu anh em ạ. Đấy, chính xác chưa? Quá hợp lý, nhưng mà lỗ tội nút hơi to, thông cảm đi nhá. Kiếm mãi chả được cái nút nào nhỏ nào. Định kiếm cái nút nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nhưng mà tìm trong kho không còn cái nào bé hơn nữa anh ạ. Thì thôi quyết định lấy cái nút to này, nút to nhìn nó hơi xấu tí. Nhưng mà được cái nút to thì lại bền anh em ạ. Chạy riêng một nút to mà chạy đây thì bền lắm. Siêu bền luôn chứ không phải bền. Đấy, định là lắp nút trên mặt nữa, nhưng mà nút trên mặt thì lại hơi khó lắp, bởi vì cũng không có dòng nút bé nào phù hợp với cả nút trên mặt này. Đấy, bây giờ cắm thử máy chạy nhá, test cho anh em xem này. Test thì cũng chả gì đâu, bởi vì thật ra là cũng không làm chuyên nha sĩ, chỉ chuyên sửa thôi anh em ạ. Tức là sửa cho anh em thôi chứ không phải về nha sĩ. Là anh em nhìn máy chạy này, em thấy chạy chưa? Đấy, dòng này thì ông nào mà làm nha khoa thì ông mới nắm được, chứ còn mình thì chỉ cơ bản ở mức là sửa chữa thôi. Kiểm tra các chế độ chạy ok, đảo chế độ này, toe này đang quay ngược này. Ôi, anh em thấy chưa? Phải nói công nhận hàng này của nó quá là đẳng cấp luôn. Đấy, motor này. Bật tắt chạy này, auto river là quay này. Auto river bấm kiểm soát cái gì nhỉ? Đây, auto river. Gear là chọn loại nhá, chọn loại cỡ để anh em chạy nhá. Cái này thì không phải hướng dẫn nhiều vì ông nào cũng biết rồi. Ông nào làm nghề này thì biết hết rồi. Chủ yếu là hướng dẫn mỗi cái là xử lý thôi. Bây giờ sau buổi sau này anh em mình sẽ quay cho anh em xem quá trình sạc nhá, sạc như nào nhá.